Xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ lại cho cả nhà coi những cái cây táo Mỹ nhà mình ha. Táo Mỹ là cây apple á cả nhà. Thì những cái cây này là mình ươm trồng từ hạt, mua ở mua trái ăn ở ngoài chợ về ha. Thì mình vô siêu thị mình thấy cái loại nào ngon á, mình mua về mình ăn, sau đó mình lấy hạt mình ươm trồng. Thì có nhiều bạn comment hỏi mình đó là trồng táo Mỹ ở Việt Nam có dễ lên không? Thì hôm nay cũng để giải đáp thắc mắc của mọi người, mình muốn nói rằng theo mình trồng thì mình thấy nó rất là dễ lên nha cả nhà. Từ cái cách mình ươm hạt, mình đã chia sẻ video ươm hạt táo Mỹ rồi ha. Rồi cho tới khi mà mình trồng lên thì cây nó phát triển rất là khỏe mạnh luôn. Cả nhà thấy mình trồng rất là ít đất, ở đây thì hoàn toàn là đất sạch đó. Và khi mình trồng ra đây á thì cây nó phát triển rất là tốt. Mặc dù là cây nào mà nó khỏe thì nó lên rất là vượt, nó lên rất là vượt luôn ha. Còn cây nào nó yếu hơn thì nó phát triển chậm hơn một chút, nhưng mà nó vẫn lên rất là tươi tốt đó, cả nhà thấy không? Thì ai đã theo dõi video mình nhiều cũng biết là mình có trồng cái cây táo hơn một năm nữa đó, rất là to rồi ha, hơn một năm tuổi. Còn cây mấy cây này là mình mới ươm mấy tháng thôi. Chia sẻ video mà cái em Ken này cả nhà, em Ken này ha, cứ đứng ngóng hoài đó. Cả nhà thấy những cây táo của mình rất là tốt ha. Thì mình đây là mình giải đáp cho các bạn biết rằng cây táo này mình trồng một cách rất là tự nhiên và mình không cần phải che chắn đậy gì hết. Từ khi ươm thì mình có thể trồng trong ánh sáng nhưng mà không nắng trực tiếp, và bây giờ thì mình mang ra hoàn toàn ánh sáng trực tiếp và ánh nắng luôn. Cây phát triển rất là khỏe mạnh. Rồi cái con chó Phú Quốc nhà mình nè cả nhà, mỗi lần mình quay video là nó cứ đứng nó mừng, nó bắt mặt lên vậy đó, nó khoái mình quay nó hay sao á. Con này là chó Phú Quốc sấy sấy yên ngựa nha cả nhà, cận cảnh cho cả nhà coi nè. Đó, chó Phú Quốc sấy yên ngựa, con này nó khôn lắm luôn cả nhà, mà nó theo chủ dữ lắm. Nó gặp mình quay phim là nó cứ cà sắn thì sắn lại đó, nó sắn quá nên quay luôn cho cả nhà coi luôn.